Alo, bên điện lực phải không ạ? Chào chị. May quá, nhà tôi tự nhiên mất điện. Có thể là do đường dây hoặc do automat, để tôi vào kiểm tra. Chị cứ xuống nhà, để tôi làm việc. Chị ơi, tôi đến rồi. Tôi ở bên điện lực, chị vừa gọi báo nhà có sự cố. Nãy có người. Hãy cảnh giác.